Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Chuyện Đình Soạn. Xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Hương Lúa. Câu chuyện có tựa đề là Căn Nhà Số 17. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nửa đêm, dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi mở ngắt, hai cái bóng người ngồi thu lu co giò như để né tránh cái lạnh cắt da cắt thịt. Họ là Bá và Long, hai người bạn đồng nghiệp. Quãng thời gian 2 tháng trở lại đây đối với họ như là địa ngục vậy, bởi công ty thua lỗ phá sản đến mức phải giải thể. Chưa dừng lại ở đó, vận đen còn đao bám khi hai người góp tiền thêm một cái mặt bằng để buôn bán đồ ăn, đã đóng tiền cọc 50% hợp đồng, mà khi đến nơi thì mới vỡ lẽ là bị môi giới lừa đảo. Đã 3 đêm rồi, cơn buồn chán nản chí khiến họ cứ ra cửa hàng tiện lợi này mua rượu rồi uống giải sầu. Được cái nó mở 24/7, cho nên muốn ở đến bao lâu thì ở. Nốc một ly rượu đầy, lòng mệt mỏi than thở: Bà này, hay là thôi đi, mình đi tìm tạm một việc gì đó, chứ bây giờ tìm không ra tên lừa đảo kia tao thấy nản quá. Bá nghe vậy lắc đầu từ chối: Không được, bây giờ mà tìm việc gì thì làm. Định đi làm công nhân hay là phục vụ hả? Và lại tao uổng công đi tìm được nguồn hàng, công thức nấu ăn cả, bây giờ bỏ chẳng khác nào công cốc cả. Tiếc lắm đây, tiếc còn hơn mấy chục triệu mình bị lừa nữa. Vậy nhưng bây giờ mày vẫn muốn tiếp tục sao? Tất nhiên mày không muốn à? Lòng im lặng trước câu hỏi của bạn, bởi đúng là anh đang có suy nghĩ sẽ dừng lại. Số vốn bây giờ còn chưa đến 20 triệu. Năm hết Tết đến không khéo, năm nay chả biết về quê như thế nào nữa. Thôi tao hiểu mà, mày muốn dừng thì để tao tiếp tục tìm mặt bằng rồi làm một mình, tao không ép mày. Lòng thở dài lắc đầu: Mày đừng có nói như vậy, lỡ leo lên lưng cọp bây giờ xuống thì đúng là vừa đau vừa tiếc. Được rồi, ta sẽ liều với mày thêm một lần nữa. Nếu mà thất bại, coi như mình không có duyên, ta cũng dễ từ bỏ hơn. Được, nói hay lắm, cạn ly đi. Bá nâng ly rượu lên, lòng cũng gật đầu hưởng ứng. Kể từ bây giờ bầu không khí không còn ảm đạm u uất nữa, cả hai uống cho hết chai rượu rồi về căn phòng trọ của mình. Và rồi đúng là ông trời không tiền đường sống của ai bao giờ. Ngày sáng hôm sau, khi Long còn đang nằm ngủ say trên giường thì bà đã vỗ vai gọi dậy: Này, dậy đi dậy đi. Có chút ngơ ngác, Long nheo cặp mắt còn ngái ngủ của mình rồi hỏi: Cái gì vậy, cháy nhà? Không, có tin vui, trời giúp mình rồi đấy. Mày nói cái gì tao chả hiểu. Này, mày nhìn đi. Vừa nói bác vừa chìa cái màn hình điện thoại cho bạn của mình xem. Nội dung bên trong là bài đăng cho thuê mặt bằng nguyên cả một tầng dưới, có sân mái hiên, lại nằm ở một đoạn đường khẩn khu trung tâm. Cái đáng nói là giá của nó chỉ có 5 triệu một tháng, thuê một cọc một chứ không cần thanh toán theo hợp đồng. Nhưng với cái giá hời như vậy, lòng có chút khựng lại. Nhưng bị lừa nữa thì sao? Yên tâm đi, tôi gọi cho số điện thoại này, người ta bảo cứ đến xem, thế ưng thì đến cuối tháng trả tiền cũng được. Nhưng mà sao nó lại rẻ vậy? Anh ta bảo là vì công việc phải đi làm xa nên là không thường xuyên ở chăm sóc bố mẹ. Hai người ở tầng trên có đủ tiện nghi bếp núc, nhà vệ sinh, không ảnh hưởng gì đến mặt bằng bên dưới. Cái giá này là vừa cho thuê vừa nhờ vả trông chừng ông bà cụ, nhớ mà tối lửa tắt đèn, có chuyện gì thì cần có thể hỗ trợ được. Thế thì có bất tiện không? Và lại mình thuê mặt bằng để buôn bán cơ mà, có sợ làm ồn người già không à? Cái này ta cũng đã hỏi rồi, thế bảo là không sao, miễn là đừng có kinh doanh thứ gì quá khuya, mở nhạc mạnh là được. Nghe cũng ok đấy, thế để tao dậy đánh răng rửa mặt, mình qua xem thế nào. À, đúng 9 giờ hai người trên con xe máy có mặt tại số nhà 17 đường Thanh Niên. Con đường còn khá đông đúc, sầm uất, thậm chí là ở cách đó chỉ hơn 50 mét là một ngôi trường trung học phổ thông. Nếu cái mô hình quán ăn Hàn Quốc của hai người được mở
thì tiệm khách hàng là học sinh sẽ gần như chiếm trọn lượng khách hàng. Thôi không đàn màn nữa, bán liền ấn chuông hồi hộp chờ đợi. Và rồi từ bên trong cánh cửa sắt, một bóng người chậm chậm bước ra. Là một bà cụ tuổi đã chừng 70, do đã chuẩn bị trước tinh thần, bá vòng tay lại rồi hỏi. Cháu chào cô ạ, à. Cô cho cháu hỏi đây có phải nhánh Tuấn không? Ờ đúng rồi, cậu là... Dạ, cháu thấy bài tin cho thuê nhà của anh ấy nên... Ờ, là công vừa gọi cho tôi ban nãy, bảo sắp có người đến xem mặt bằng, là hai cậu đó hả? Vâng ạ, anh Tuấn có nhà không ạ? Thằng Tuấn nó đi suốt, một tháng có khi về nhà chưa được nửa ngày. Nhiều khi nói người ta chả tin. Chứ đôi lúc tôi cũng muốn quên luôn cái gương mặt của nó. Thôi hai cậu vào đi, tôi cho xem mặt bằng với lại mời chén trà gừng. Cái tiết trời lạnh lẽo thế này uống vào ấm bụng lắm. Dạ vâng ạ. Theo chân của bà chủ nhà, hai người vào đến bên trong. Quả đúng như miêu tả của bài viết, mọi thứ đều trùng khớp, thậm chí còn trông rộng rãi hơn mấy tấm hình đính kèm nữa. Trong lúc ngồi nói chuyện, cả hai được nghe bà giới thiệu thêm về gia đình của mình. Tôi tên là Tị, chủ căn nhà này từ sau giải phóng. Chồng tôi tên là Hữu, đi bộ đội, rồi bị mảnh bom nó găm vào thanh quản. Từ đó ông không có thể nói được, chỉ viết ra giấy ghi nhớ hoặc là ra dấu bằng cử chỉ thôi. Hai vợ chồng có mỗi thằng Tuấn. Nó giỏi lắm, tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, đi du học bên Mỹ thêm 5 năm. Bây giờ nó đang là giám đốc kinh doanh cho một công ty nước ngoài, hở ra lại đi công tác suốt thôi. Kể tới đây có thêm người từ trên cầu thang bước xuống, là một người đàn ông cao và ốm, nước da ngăm đen rắn tuổi, thế nhưng cũng xem xem với bà Tị. Vừa mới nhắc, à, đây là chồng tôi. Bà Tị liền đưa tay lên vẫy. Ông ơi, hai cậu này đến xin thuê mặt bằng nhà mình đây. Ông Hữu gật gù nở một nụ cười thân thiện, rồi lọ mọ cầm theo cái bình tưới cây bước ra ngoài. Ông ấy thích cây cảnh lắm, có khi ngồi cả ngày nhìn nhậu cây chả biết chán. Long lúc này nói chen. Dạ vâng ạ, bố cháu ở quê cũng vậy. Trở lại vấn đề chính, sau khi xem xét khắp một lượt, cả hai người quyết định thuê mặt bằng tầng 1 để mở quán ăn. Trao đổi thêm một vài vấn đề lặt vặt như tiền điện nước, phí vệ sinh và người lau dọn thì mọi thứ cũng đã hoàn tất. Bà Tị đặt một chiếc chìa khóa xuống mặt bàn rồi bảo, đây là chìa khóa cổng chính, hai đứa cứ giữ. Nhưng mà nhà có mỗi hai cái chìa thôi, mất là bất tiện lắm đấy. Vâng ạ, cháu biết rồi. Ngồi uống hết cốc trà gừng thấy cũng không còn sớm, hai người nhanh chóng xin phép đi về để chuẩn bị dọn mặt bằng mới. Về đến nơi, Long thả cái túi xuống rồi nằm vật ra giường. Bá ơi, trời giúp chúng ta rồi. Nhưng mà ta còn muốn mình dọn tới đó ở luôn. Tới đó ở hả? Ờ. Mày không thấy nó quá rộng so với nhu cầu của mình à? Hơn nữa còn gian phòng nhỏ ở phía bếp. Nếu mình kết hợp ở đó rồi trả trọ thì vừa tiết kiệm được một khoản, mà cả tiền xăng di chuyển lại giữa hai bên cũng tốt. Ờ nhỉ, mày nói tao mới để ý đó. Nếu mà mình đã thuê cái nhà với giá hời như vậy, mà chỉ có bán xong hết ngày rời đi, người già họ hễ có chuyện cần vào buổi đêm lắm. Nhớ có gì mình ăn nói sao với anh Tuấn. Đúng. Nếu mà ở đó là hợp tình hợp lý, ổn thỏa cả hai bên. Thế nhưng mà cũng phải gọi điện để nói cho nhà ấy biết, vì lúc nãy mình không có đề cập đến cái chuyện trong căn phòng kia. Ta biết rồi, cứ an tâm. Nói đến đây thì bá gọi trực tiếp cho bà Tị, và tất nhiên là bà chẳng có lý do gì để từ chối. Sau khi thống kê lại những việc cần làm, hai người ra ngoài đánh chén một bữa no nê, chuẩn bị cho ngày mai bắt đầu dọn vào trong căn nhà số 17. Chiều vừa sáng, bác gọi cho người chủ trọ để xin trả phòng, còn Long thì mua về 3-4 cái thùng cát tông lớn. Hai người không quá có nhiều đồ, cho nên là việc dọn dẹp cũng chỉ vỏn vẹn hơn 1 giờ đồng hồ. Gần trưa, hai người thuê một chiếc xe tải nhỏ rồi chở đồ đạc đến căn nhà số 17. Vợ chồng của bà Tị cũng hòa đồng, thân thiện lắm, khi mà đợi sẵn rồi phụ giúp soạn những thứ đồ lặt vặt. Ủa, các cậu ít đồ vậy hả? Dạ vâng ạ, bọn cháu không có mua sắm nhiều, với lại con trai mà, đã có thói quen sắm sửa quần áo rồi chất cả đống đâu. Không phải, mà các cậu định bài trí quán xá thế nào?
Tôi chả thấy bàn ghế quầy bếp gì vậy. Ngay đến đây bá liền gãi đầu. Thưa cô, là mọi thứ gấp quá, bọn cháu chưa có chuẩn bị. Sự định là đầu giờ chiều nay sẽ đi mua sắm. Vậy hả? Chồng tôi có mấy người bạn đồng đội ở đơn vị cũ đó, họ cũng bán mấy cái thứ bản ghế này. Các cậu muốn tôi giới thiệu cho. Ồ, được vậy thì còn gì bằng à? Cô cho bọn cháu xin số điện thoại. Không cần, cứ để tôi gọi cho. Chứ nhiều khi đưa số điện thoại không á, họ không giảm tiền cho các cậu đâu. Nói là làm, bà Tị gọi điện cho mấy bạn của chồng. Bà còn nhiệt tình chỉ đường và đi cùng Long đến đó để xem. Hơn 3 giờ chiều, một chiếc xe tải chạy đến. Trong thùng xe là 15 bộ bàn ghế, dây đèn trang trí, một cái bản hiệu được in nổi. Nhưng do chỉ bán ban ngày cho nên Long không có chọn loại đèn chiếu sáng. Ba và ông Hữu từ đầu đến giờ cũng sửa soạn gian bếp làm một cái vách ngăn với không gian ở bên ngoài quán. Đồ dụng cụ làm bếp thì đã được bá mua sắm từ trước cho nên không cần mua nữa. Nghe tiếng xe họ từ trong bước ra. Mua rồi hả? Hết bao nhiêu? 300.000 một bộ cả bàn ghế, mày tin được không? Cái gì? Thật à? Ta đùa làm gì? Nhà có cô Tị đấy, chứ không chắc người ta chém mày như chém chuối. Trời đất ơi, bọn cháu cảm ơn cô nhiều ạ. Có gì đâu, ơn với nghĩa. Hai cậu đừng có khách sáo. Chứ bước đầu khởi nghiệp, cái gì tiết kiệm được mình cứ tiết kiệm, như vậy mới được dư. Vâng ạ. Thôi cũng muộn rồi, các cậu bày biện sắp xếp bàn ghế đi, rồi còn cúng mở quán đấy chứ. Sao ạ? Cúng ạ? Ồ hay. Thế các cậu định cứ như vậy bán thôi đó hả? Bác đưa tay lên gãi đầu. Thưa cô chú bọn cháu, tôi hiểu mà. Không biết chứ gì. Vâng ạ. Thôi được, tôi sẽ giúp. Một cậu đi với tôi ra chợ mua sắm đồ, cũng không quá cầu kỳ đâu, chủ yếu là thành tâm thôi. Vâng ạ, để cháu. Long nói chen nhận phần đi chợ cùng bà Tị. Đến xế chiều thì hai người cũng về tới. Trong giỏ sách là trái cây, nhang đèn vàng mã, một con gà trống thiến để luộc, cộng với mấy phần xôi chè làm sẵn. Đúng 6 giờ tối, mấy thứ đồ được bày biện hết lên một cái bàn tròn. Bà cùng Long thắp hương đọc theo lời khấn mà bà Tị đã viết sẵn. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin kính lạy chín phương trời. Chúng con xin kính lạy mười phương chư Phật. Chúng con xin kính lạy các ngài ngũ phương, ngũ thổ, long mạch, tài thần, định phúc, táo quân, chư vị tôn thần. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 12 năm 2023. Chúng con thành tâm sắm lễ hương đăng hoa quả, thắp nén tâm nhang lên chức án. Chúng con thành tâm muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh bán hàng ăn uống. Chưa còn sắm mầm lễ vật này, kính mời quan đương niên, quan đương cảnh, quan thần linh thổ địa, định phúc táo quân, các ngài địa chúa long mạch cùng tất cả thần linh cai quản khu vực. Xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ cho chúng con, làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn, trăm sự thuận lợi. Khấn xong, đợi cho nén hương tàn hết, mọi người thu dọn luôn, dùng con gà cùng với lại xôi chè để làm bữa tối. Ngoài quây quần bên trước bàn, mọi người cười nói vui vẻ lắm. Hơn 9 giờ mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất. Bá nhìn khắp một lượt rồi miệng cầu khấn. Nam mô A Di Đà Phật. Lòng lúc này liền nói chen. Này, khấn ít thôi, mau đi tắm đi. Còn tới lượt tao, buồn ngủ quá rồi. Ờ, ta biết rồi. Lấy bộ quần áo, bá bước vào trong căn phòng tắm. Nó tuy không quá rộng nhưng cũng có đủ đầy tiện nghi và sạch sẽ giống như bên ngoài. Bá đưa tay vặn vòi nước ra, sát người đang nhơ nhớp mồ hôi, là nước mắt chảy ào ào xối thẳng lên người, làm cho anh sảng khoái lắm. Thế nhưng có điều bất cứ bá cảm giác như có ai đó đang nhìn mình vậy. Thậm chí nó rõ ràng tới mức khiến cho anh giật mình quay ngoắc ra kiểm tra chung quanh. Tất nhiên là không có ai rồi. Cho rằng bản thân nghĩ nhiều, anh tiếp tục màn tắm táp của mình. Một lát sau, bá bước ra từ trong phòng tắm, quấn trên người một chiếc khăn tắm lớn. Anh vừa xoay cái quạt để hong khô đầu, vừa cất tiếng gọi bạn. Long ơi, ta xong rồi đấy. Mau tắm đi, còn chuẩn bị xay nước chấm, muối kim chi. Gì chứ mấy cái đồ này phải làm cho 3-4 ngày liên tiếp. Không nghe bạn của mình trả lời, bá bước tới gần hơn, thì mới phát hiện ra người bạn của mình đang ngủ thiếp đi từ lúc nào. Còn có tiếng ngáy khẽ khẽ phát ra. Bá phì cười.
Cái thằng này mới nói mà đã ngủ ngay được. Nghĩ chắc là bạn của mình quá mệt mỏi sau một ngày chạy đôn chạy đáo cho nên bác không làm phiền. Anh cứ ngồi cho khô tóc rồi lọ mò ra ngoài xay đống gia vị bột ớt để trộn kim chi. Đến hơn một giờ sáng mọi thứ cũng đã xong xuôi. Nhìn hai cái lọ kim chi muối để ấp mà anh hào hứng lắm trở lại phòng. Lòng vẫn ngáy o o, còn bá thì không biết có phải vì háo hức đợi ngày mai mở bán hay không, mà anh không thể nào ngủ được. Bá nằm trên giường hai mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Trong lúc này anh chỉ muốn sao cho trời sáng thật nhanh để bắt đầu khởi nghiệp của mình. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đây mà đã gần 3 giờ sáng. Bà xác định chắc là mình sẽ thức cho đến sáng, cho nên cũng không buồn nằm nữa. Anh nhổm dậy dự định mở cửa ra ngoài nhìn ngắm hai cái hũ kim chi ra ngoài hiên nhà đốt thuốc. Nói là làm, bà bước xuống giường đẩy cửa ra ngoài. Từ trong nhìn ra qua ánh đèn đường leo lắt hắt vào, mảnh sân đất được bày bàn ghế sẵn. Bà tưởng tượng ra cảnh những vị khách đây sẽ lấp đầy những chỗ ngồi này. Chồng anh bây giờ chẳng khác gì một đứa con nít. Đang cầm bao thuốc định bước ra ngoài châm lửa thì bá giật mình, bởi nhận ra có tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống. Không mất quá nhiều thời gian để cho bá có thể thấy được đây là ông Hữu, chồng của bà Hoa. Cái dáng cao gầy của ông đang từ từ bước xuống. Anh nhẹ giọng rồi cất tiếng: "Chú Hữu à, chú chưa ngủ à chú?" Nghe tiếng gọi của bá, ông Hữu giật mình ngừng bước. Vẫn với nụ cười để thân thiện, ông gật gù chỉ tay về phía ngoài vườn rồi đưa tay lên miệng của mình. Như hiểu ý, bá giơ cái bao thuốc lá lên. Đúng là hai người đàn ông bắt sóng nhau rất dễ. Cả hai cứ như vậy mở cửa chính bước ra ngoài, châm lửa mời ông Hữu một điếu. Bá tiếp tục hỏi: "Còn sớm mà sao chú không có ngủ thêm?" Ông Hữu lắc đầu chỉ vào một cái gốc cây bonsai ở gần đó, nhìn gương mặt ngơ ngác không hiểu của bá. Ông lấy một cái điện thoại loay hoay soạn cái gì đó, và rồi từ trong chiếc điện thoại vọng ra tiếng nói: "Tôi thấy trời nhiều sương, sợ hỏng hết nụ cây cho nên xuống xem." "Trời đất ơi, chú dùng công nghệ nói chuyện luôn à? Đâu thật là hiện đại." Ông Hữu soạn thêm một đoạn văn bản rồi lại phát: "Cái này thằng Tuấn nó chỉ cho tôi, tuy không phải giọng nói của mình nhưng cũng dễ giao tiếp. Chỉ có điều thỉnh thoảng bà vợ tôi, bà ấy không có thích, nghe bảo nghe giọng đọc nó lạ lẫm cho nên bà ấy sợ." "Vâng ạ, à, nhưng mà cháu thấy như vậy tiện mà. Cái thời buổi hiện đại mình phải tận dụng công nghệ chứ." Ông Hữu gật gù, cả hai ngồi rít hết điếu thuốc nói đủ thứ chuyện. Bà cũng cảm hứng với chuyện những lần chiến đấu ngày xưa của ông chủ nhà. 5 giờ sáng bà gọi Long thức dậy. Cả hai lọ mọ ra chợ sớm để mua thịt bò, hải sản và các loại rau dưa. Nhìn đống đồ tươi sống mà cả hai hí hửng lắm. Về lại căn nhà số 17, cái biển hiệu được kéo ra ngoài vỉa hè. Chưa gì mà đã có mấy nhóm học sinh đi qua rồi chỉ trỏ. Long cũng sởi lời chạy ra mời chào: "Các em à, hôm nay quán khai trương có giảm giá đó. Lá tan học qua ủng hộ nha. Có khuyến mãi, tặng nhiều đồ ăn kèm lắm." Không biết đám học sinh có ghé hay không, nhưng trong gương mặt của chúng có phần hào hứng. Và rồi sau hơn một giờ chờ đợi, những vị khách đầu tiên cũng tới. Tới giữa trưa vào giờ tan học có thêm cả chục đứa học sinh ghé vào ăn mấy món đồ ăn vặt theo kiểu Hàn Quốc. Ở trong bếp thì bác hì hục làm đồ ăn, còn Long ở bên ngoài vừa bưng bê phục vụ vừa pha trò cho những vị khách vui vẻ. Ngày làm việc đầu tiên trôi qua một cách nhanh chóng, nó không hề mệt mỏi và khó khăn như tưởng tượng của Long, và thành công nằm ngoài những gì mà bá mơ ước. Tổng cộng có hơn 50 lượt khách đến quán, doanh thu cho ngày đầu tiên là hơn 10 triệu đồng. Đợi dọn dẹp lau rửa ở bên ngoài sân xong, bà Tị bước xuống thấy bá và Long đang đếm tiền, bà liền hỏi: "Ổn cả chứ? Quá tốt cô ạ. Bọn cháu biết ơn cô chú nhiều lắm. Lần này nếu không có mặt bằng của cô chú, bọn cháu chẳng mơ mở được quán xá." Bà lúc này cũng nói chen: "Vâng ạ, hàng xóm nhà mình cũng thân thiện, còn sang ủng hộ nữa. Ai cũng nói bọn cháu may mắn vì có cô chú vui tính, sống hòa đồng với bà con xóm riêng." "Các cậu đừng có nói vậy, tôi không có dám nhận đâu. Cho tôi trước giờ là như vậy mà, thích nhà giúp đỡ người khác cho tâm hồn thanh thản. Mà thôi, lo tắm rửa nha.
chắc là chưa kịp ăn gì có phải không? Dạ, bọn cháu không ngờ khách đông vậy, hết đồ ăn luôn rồi, chắc bọn cháu nấu mì ăn tạm. Nấu mì làm gì? Vợ chồng tôi có nấu nhiều cơm, để tôi lên hâm nóng lại mang xuống cho, cứ tắm rửa đi. Trời đất ơi, cô tốt với bọn cháu quá. Có cái gì đâu, ở chung nhà mà. Xem hai cậu như là con cháu tôi thôi, tuổi tác cũng xem với lại thằng Tuấn con tôi. Ngại lắm cô ơi. Cô làm sao thế hả? Bọn cháu đã nhận được quá nhiều sự giúp đỡ của cô chú rồi mà. Hôm nay còn chưa tặng cho cô chú phần đồ ăn của quán, mà bây giờ lại còn ăn cơm của cô chú. Có gì đâu, đừng có khách sáo. Hai cậu mà không có xuống ăn là phụ lòng hai cái thân già này. Với lại tôi không được ăn cay với đồ gia vị của Hàn Quốc. Mai mốt đã các cậu đừng có nấu làm gì. Tất nhiên đã nói tới nước này, bác và Long không thể từ chối được nữa. Hai người chỉ biết gật đầu cảm ơn, rồi tranh thủ tắm rửa để cho kịp thời gian bà Tị hâm lại đồ ăn. Và trong phòng bác vẫn là người tắm trước, cởi quần áo ra anh lẩm bẩm. Hôm nay đúng là khởi đầu như mơ mà, còn cảm ơn trời Phật, xin ơn trên phù hộ cho quán ăn nên làm ra. Và rồi khi tiếng xả nước của cái vòi hoa sen vừa mới vang lên, thì lại thêm một lần nữa, anh cảm giác được có ai đó đang nhìn mình. Quay ngoắc ra đằng sau, nhưng đập vào mắt vẫn chỉ là một bức tường vôi trắng xóa cộng với tấm gương. Quái lạ, anh lẩm bẩm. Để cho hết cảm giác này, bá quyết định quay lưng lại, hướng mặt nhìn vào trong tấm gương để tắm. Tuy có hơi không quen nhưng cũng đỡ hơn bản nãy. Tắm xong đến lượt của Long, anh vừa đóng cánh cửa chưa được 5 giây thì đã kêu lớn. Bá à, mày tắm kiểu gì hết nước luôn thế này? Sao? Bác giật mình bước vào kiểm tra thì đúng là trong vòi không hề có nước chảy ra. Anh ấp úng. Ta không biết, lúc nãy nước vẫn chảy bình thường mà. Hay là mày thử đóng van một lúc rồi vặn lại xem thế nào? Long nhăn nhó làm theo cách của bạn mình. Gần 5 phút trôi qua, anh đưa tay vặn lại cái vòi nước. Một âm thanh ngọc ngọc vọng lại từ đường ống, làm cho bác có chút hy vọng rằng nước đang được xả. Thế nhưng mà thứ được vun ra từ vòi lại là một thứ nước màu đỏ sẫm, hôi mùi phèn. Trời đất ơi, nước có vấn đề rồi. Bác mở cửa phòng bước ra, lọ mọ đi lên cầu thang. Đứng trước cánh cửa ngăn cách lối lên tầng 2, anh lịch sự rồi gõ. Cô Tị ơi. Đợi một chút, cơm sắp xong rồi. À dạ không, ở dưới nhà có chuyện đó cô ạ. Có chuyện gì thế? Là nước trong phòng tắm có vấn đề, cứ như là bị nhiễm phèn đó. Nhà mình không dùng nước sạch hả cô? Có chứ, hệ thống nước sạch được lắp đủ đầy mà. Hay là để cô gọi chú mày xuống xem thế nào? Vâng ạ. Khá nhanh chóng ông Hữu đã mở cửa bước ra. Cường bá xuống kiểm tra vào trong phòng tắm. Ông ghé mắt nhìn ra. Long lúc này đã tránh xa vòi nước, nhưng cả người của anh có phần nhơ nhớp những thứ nước phèn. Vạn trình lại cái vòi, ông Hữu lại chẳng hề có chút bất ngờ nào. Trái lại còn chiếc điện thoại ra, ông loay hoay soạn thảo. Hai cậu không phải lo, cứ để yên đó một lát là nó sẽ tự hết thôi. Thường thì bao lâu sẽ hết vậy chú? Nhanh thôi. Vừa nói dứt câu thì đúng thật là nước trong vòi sen đã trở lại bình thường. Ông Hữu chỉ tay lên cái van trên tường rồi bảo. Sau này, mỗi lần nó chảy ra nữa, các cậu khóa luôn cái van kia. Đợi chừng 5-10 phút là nó sẽ trở lại bình thường. Nhanh thôi, tranh thủ tắm rửa còn ăn cơm. Cơm và tôi nấu ngon lắm, ăn nhiều vào nhé. Sau khi ông Hữu rời khỏi, bà cũng đi ra để Long tiếp tục tắm rửa. Tắm xong thì hai người bước ra khỏi phòng ngủ thì đã thấy vợ chồng của bà Tị mang cái giỏ đựng cơm canh xuống. Bà nhanh nhẩu xếp cái bàn gỗ ra kéo thêm 4 chiếc ghế. 5 phút sau, mọi thứ trên bàn ăn đã được bày biện ra đủ cả. Mùi thơm của thức ăn nóng hổi xộc thẳng vào mũi, khiến cho cơn đói trong bụng của bá càng thêm cuồn cào. Thế nhưng với bản tính chu đáo của mình, anh bước xuống bếp của quán, mở tủ lạnh là mấy cốc nước chanh đá, sẵn mời vợ chồng của bà Tị. Khi mà tất cả đã được chuẩn bị xong, bà Tị tươi cười rồi bảo. Hôm nay chúng tôi chúc mừng quán khai trương hồng phát. Hai cậu mau ăn đi, đừng có khách sáo làm gì. Vâng ạ. Bốn người ngồi xuống bàn, bữa tiệc chính đã được bắt đầu. Bà giới cơm vừa mới gắp miếng thịt kho cho vào miệng thì anh liền thốt lên. Ôi trời ơi, ngon quá. Cô Tị à, thịt này là thịt gì mà ngon vậy ạ?
Bà Tị vừa lấy vá để múc thêm một ít nước thịt kho cho vào bát cho bá, vừa tươi cười rồi bảo: Thịt lợn đấy, nhưng mà tôi mua phần ngon luộc sơ qua trước, cho nên là vẫn giữ được cái độ ngon và dai. Cháu chắc là phải học thêm một khóa nấu ăn từ cô đó. Cứ tưởng mình nấu ăn ngon rồi, bây giờ chẳng khác nào ích ngồi đây giếng cả. Đừng có khen nữa, phồng cả mũi đây. Thôi hai đứa ăn đi, ăn cho no vào. Vâng ạ. Bữa ăn tối kết thúc với hai cái bụng no căng. Bà xin nhận phần rửa chén bát, thế nhưng bà Tị không cho, bảo hai người hôm nay mệt rồi cho nên cứ đi nghỉ. Nói rồi bà đò mò cùng chồng mang cái giỏ lên trên lầu tầng 2 của căn nhà. Nhưng như vậy cũng tốt, giữ được sự riêng tư và không có ảnh hưởng tới hai vợ chồng của bà Tị. 9 giờ tối bà và Long vào trong phòng. Vừa nằm trên giường, bà vừa tiếp tục khen mấy món ngon khó cưỡng mà bà Tị nấu. Lòng cũng gần gù hưởng ứng, không quên nói thêm: Ta thấy cuộc sống của hai vợ chồng bà Tị thích thật đấy. Họ có tiền muốn làm gì thì làm, muốn ăn muốn chơi thứ gì cũng được. Mình về già được như vậy cũng mãn nguyện nhỉ. Được mục tiêu như vậy thì phấn đấu đi. À mà khoan đã, mày làm gì có người yêu mà tính tới cái chuyện già cả. Nhiều khi hai chúng ta ở trong viện dưỡng lão hết cả chứ. Trước câu nói của bá, Long liền mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Như nhận ra điều gì đó, bá liền dò hỏi: Này, mày có chuyện gì mà giấu tao phải không? Khai đi. Làm gì có. Lần này thì suy nghĩ của bá đã đúng, thế là anh nhíu mày hất hàm rồi hỏi: Tán được em nào hả? Long ngồi dậy vừa cười vừa kể: Lúc sáng có một nhóm khách đầu tiên đến mở hàng, mày có nhớ cô gái mặc váy trắng không? Thì sao, đừng có nói người yêu ta đấy. Ê, đừng có xạo. Chứ cô ta xinh xắn lại trông như một cô tiểu thư nhà giàu. Thì đúng là tiểu thư thật. Và là người yêu của ta cũng là thật. Trời đất, mày tán kiểu gì hay vậy? Thế mới là bản lĩnh đàn ông chứ. Nói cho mày biết, gia đình cô ấy có cả một công ty lớn. Hôm trước còn bảo ta sang đó làm việc đấy, nhưng mà đang làm cùng mày rồi cho nên ta không đi. Trời đất ơi, mày đúng là đưa tao đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy. Giờ thì chỉ có mình ta độc thân à, buồn quá. Cứ yên tâm, bạn bè cô ấy nhiều mối ngon lắm, để tao làm mai cho nhá. Thật không? Tất nhiên, chồng tao đang đùa hả? Bà thích thú rồi xoa tay của mình. Mày đừng có làm tao thất vọng đấy. À mà quên, chuyện đó để sau đi, bây giờ có chuyện lớn hơn này. Vấn đề gì? Mà có định thuê nhân viên phục vụ từ rửa chén bát không hả? Chứ cứ đà này tao sợ hai tên được dựa mình không có kham nổi đâu. Bây giờ quán chỉ hoạt động vào ban ngày không đấy, sắp tới mà cả buổi tối nữa, sức đâu mà làm. Bà liền lắc đầu: Cứ bình tĩnh đã, để thêm vài hôm nữa xem tình hình buôn bán thế nào rồi thuê. Ta cũng có nghĩ rồi, không để cho mày cậy ải một mình đâu. Bàn thảo xong, cả hai bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ, để sáng mai là bắt đầu một ngày làm việc mới. Sáng hôm sau lại thêm một ngày bận rộn nữa, thậm chí lượng khách tìm đến nhiều gấp đôi hôm qua. Không khi nào mà bàn trống quá nửa tiếng đồng hồ cả. Đám học sinh thì còn đợi đặt mua về nhà để ăn. Thành thử mới hơn 3 giờ chiều mà nguyên vật liệu đã hết. Bác buộc phải cho bà nghỉ sớm trong sự tiếc nuối vô cùng. Biết vậy lúc sáng mua thật nhiều. Long vừa dọn dẹp vừa hí hửng. Tuy nhiên cái nụ cười này hớn hở vô cùng. Đã vậy anh còn treo sẵn một cái bộ quần áo mới trong phòng. Bà thấy như vậy thì tò mò: Định đi đâu à? Hôm nay nghỉ sớm tao hẹn người yêu đi chơi. Cô ấy bảo có món quà muốn tặng để chúc mừng tao. Sướng nhỉ. Không biết ai có lời hứa tối qua không hả? Tất nhiên là có. Nhưng mà hôm nay chỉ đi với cô ấy, không có mấy đứa bạn nên là tao không đưa mày đi cùng, để hôm khác nha. Được, tao sẽ ở nhà một mình buồn bã thôi. Không nữa, cứ nói như là mày hiền lắm vậy đó. Đằng nào chả đi nhậu nhẹt. Chắc là không đâu. Tao phải tính toán sổ sách thu chi rồi tìm chỗ mua một cái tủ đông. Sắp tới để tránh tình trạng như hôm nay, mình mua thủ sẵn nguyên vật liệu cho 2-3 ngày. Chất lượng có thể không còn đủ tới 100%, nhưng mà cũng không đến nỗi nào cả. Mày tính vậy cũng được, tao giúp tao phần ấy nha. Tôi ăn khuya gì tao mua về cho. Gì cũng được, thôi mày lau dọn đi, tao ra chợ mua một ít đồ về nấu bữa. Mời lại vợ chồng cô Tị. Ờ, ý cũng hay đấy, thế chắc là tao không ăn được đâu. Tôi đến sau bữa cơm do bán nấu, vợ chồng của bà Tị tấm tắc khen anh nấu ngon hết lời, cũng không quên nhắc hỏi về Long. Bà liền chép miệng nói đùa: Sắp tới nó làm chặn vương rồi cô chú ạ. Kiểu này chắc có khi sắp tới quán chỉ còn một mình cháu thôi.
Ồ thật hả? Bà Tị liền thẳng thốt. Tiếc vậy. Cháu đùa thôi. Nhưng mà nếu nó thành đôi với cô gái nhà giàu kia, cháu vừa mừng cũng vừa lo cho nó. Sao lại lo? Cứ chú không biết thôi. Chứ gia cảnh thằng Long ở quê không có được giàu có cho lắm. Cháu sợ gia đình cô gái kia chê nó không có môn đăng hộ đối, rồi đại sinh ra răng dở đủ đường. Thế buổi nào giờ mà còn môn đăng với chàng hộ đối hả? Không đâu cô chú, có tư tưởng tiên tiến xã hội bây giờ nhiều người vẫn còn nghĩ vậy mà. Về lại cháu có người anh họ, cậu lấy vợ nhà giàu mà khó sống lắm. Cậu khó thật mà. Cả lòng cậu ấy vui tính hòa đồng và hiểu chuyện, chắc không đến nỗi nào đâu. Vâng ạ. Một lát sau khi đóng cửa nẻo xong xuôi, nằm một mình trong phòng bắt thấy cơ thể của mình có chút mệt mỏi. Quả thật anh cần thuê nhân viên rồi mới chỉ có 2 ngày mà chân tay đã mỏi nhừ. Nằm được một lát đột nhiên bá nhăn mặt bởi anh thoáng người thấy một cái mùi hôi. Thì không có nồng nặc như nó cứ phẳng phất một cái khó chịu. Ban đầu bá nghĩ do quần áo hay là vật dụng cá nhân chưa được vệ sinh. Thế nhưng không, kiểm tra hết thì không phải. Quái cái mùi gì vậy chứ, khó chịu vậy. Khoảng chừng nửa giờ sau thì mùi hôi quên mất. Đúng lúc ấy cánh cửa phòng mở ra, Long bước vào với một vẻ mặt rạng ngời. Chào anh bạn yêu quý của tôi. Mày chịu về rồi đó hả? Tao tưởng mày đi qua đêm nay. Đâu có đâu, tao chỉ đi ăn với cô ấy và đi dạo một chút thôi. Tối giờ mày làm gì? Có mời cô chú Tị ăn cơm không? Có, họ nhắc mày nhiều lắm. Nhắc gì vậy? Tôi không có gì. À, ngày mai mày đăng tuyển nhân viên phục vụ với bếp đi nhá. Cần rồi hả? Uể quá, tao có dấu hiệu muốn ốm luôn rồi. Trời đất ơi, mai nghỉ bán hôm. Không, mới bán được 2 hôm bây giờ nghỉ đó. Khách họ đi mất. Tao vẫn kham được, chỉ là thêm nhân viên cho những ngày sau thôi. Rồi, để đó tao đăng tin ngay vẫn luôn cho nóng. Được thì mai cho họ đến thử việc. Ok. Nói đến đây thì bá thấy mỏi cho nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mê man. Tiếng chuồng báo thức vào lúc 4:30 kéo bá thức dậy. Nhưng đúng là sức khỏe của anh báo động thật. Bà nghe tiếng chuông nhưng không nhấc nổi mình dậy để tắt đi. Chưa dừng lại ở đó, anh thấy cả người của mình nặng nề lắm, cứ như có một sức mạnh vô hình nào đó đè lên. Ngoài ra mũi của anh ngửi được một thứ mùi hôi giống với lại đêm qua. Thế nhưng lần này có vẻ nó nghiêm trọng hơn. Cái gì thế này? Anh lắp bắp nhăn mặt rồi nhòi người sang gọi. Long ơi Long. Long lúc này cũng lờ mờ tỉnh dậy. Anh tắt hộ cái chuông báo thức rồi nhăn nhó hỏi. Sao đây? Hôi quá, mày có ngửi thêm mùi gì không? Mùi gì? Long hít lấy hít để nhưng anh nhanh chóng lắc đầu. Đâu có ngửi mùi gì đâu, bình thường mà. Thế nhưng sự quan tâm của Long nhanh chóng hướng về phía của bá. Bởi anh thấy sắc mặt của người bạn lúc này không hề tốt chút nào. Chưa dừng lại ở đó, chán của bá cũng đã nóng ran. Trời đất ơi, mày sốt rồi. Bá nghe lời tao, nghỉ một hôm đi. Không, tao... Mày đã ốm vậy, rồi có đau nặng hơn nữa thì sao? Bá toan định phản bác nhưng đúng là anh mệt thật. Thế là sau một lúc anh đành gật đầu, nghe theo lời của người bạn. Nằm thêm một lúc bá tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Long ơi Long, mày có ngoài đó không? Không thấy đối phương trả lời, bá lại thêm một lần nữa ngửi thấy cái mùi hôi sộc thẳng vào mũi của mình. Hôi quá, sao lại lạ vậy chứ? Cơ thể đã khỏe hơn cho nên bá lọ mọ bước xuống giường. Nhưng mà kiểm tra khắp căn phòng, anh vẫn chẳng tìm thấy nơi phát ra mùi kinh dị kia. Và rồi khi mở cửa phòng, anh trông thấy Hữu đang tưới cây thì lập tức bước tới rồi hỏi. Chú Hữu ơi. Tiếng gọi vừa dứt thì ông Hữu quay ra nhấn 2 hàng lông mày của mình để hỏi. Thưa chú, hình như là trong nhà mình có con gì chết sao đó. Nó bốc mùi kinh lắm, chú thử kiểm tra giúp con. Cương mặt của ông Hữu có chút nhíu lại, thế nhưng ông nhanh chóng xua tay, ra hiệu rằng mình không ngửi thêm mùi gì. Bá thở dài một hơi bởi anh nhớ ra Long cũng bảo y như vậy. Thế thì do mũi của mình có vấn đề thật rồi, một lát rảnh rỗi đi khám thử xem thế nào. Bá cúi chào ông Hữu rồi quay lưng trở về phòng. Đợi cho anh đi khỏi, ông Hữu bỏ luôn cái việc tưới cây răng dở của mình, rồi chạy một mạch lên tầng ông mở cửa ra. Kéo tay cửa vợ ra hiệu gì đó, bà Tị cũng có vẻ hiểu, miệng thì thầm. Nó ngửi thêm mùi rồi hả? Ông Hữu gần cù, bà Tị liền rít lên. Thế thì tốt quá, phe này chúng ta sắp thành công rồi ông ạ.
hai vợ chồng ôm lấy nhau nở một nụ cười đầy bí hiểm. Một ngày trôi qua được nghỉ ngơi nên cơ thể của bác phần nào phục hồi được đáng kể. Lòng thì vẫn đi chơi với người yêu từ lúc chiều. Hiện giờ đã là hơn 10 giờ đêm. Trời càng lúc càng khuya. Bác nằm trên giường chờ đợi bạn của mình. Sau khi uống thuốc mua ở ngoài tiệm xong, mùi hôi thối lúc này cũng không còn nữa, anh lẩm bẩm. Quái lạ, mùa thế này rồi mà nó chưa có về sao? Bà sốt ruột liền gọi điện cho Lâm, thế nhưng gọi đến chục cuộc mà không hề có ai bắt máy. Bất lực anh đành tiếp tục chờ đợi. Sự chờ đợi này chẳng kéo dài được lâu, bởi khi hơn 11 giờ thì cơn buồn ngủ từ đâu ập đến, làm cho bà kinh như vậy thiếp đi. Mãi đến gần lúc sáng thì cô mới giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác đưa mắt nhìn lên đồng hồ, bá lẩm bẩm. 4 giờ sáng rồi, Long. Vốn như một thói quen, anh vừa gọi tên vừa quay sang nhìn sang bên cạnh mình. Thế nhưng bá nhận ra, mình chỉ có một mình trong phòng, cũng không thấy có chiếc áo khoác nào treo trên giá của người bạn mặc lúc trước. Như vậy đồng nghĩa với việc cả đêm qua, Long vẫn chưa về, bá nhíu mày rồi khất nhẹ. Quái thật, cái thằng này mày ham chơi quá vậy. Hôm nay định nghỉ bán thêm một hôm hả? Vừa nói anh vừa với tay lấy chiếc điện thoại, màn hình bật sáng lên với hai cuộc gọi nhỡ đến từ Long. Như vậy là trong lúc bá ngủ, Long chắc có gọi để thông báo, thế nhưng anh không nghe thấy. Trở lại hiện tại thêm mấy lần gọi nữa, bà cũng không cách nào liên hệ được với Long. Bất lực anh nằm xuống giường chán nản tiếp tục giấc ngủ của mình. Đến khi trời tờ mờ sáng, bà vẫn duy trì việc mở lại quán ăn cho dù không có Long. Hơn 8 giờ sáng những vị khách đầu tiên đã có mặt trong quán, thế nhưng Long vẫn không hề xuất hiện. Cứ may có hai đứa sinh viên đến xin thử việc, chứ nếu không chắc bá đã quá tải mất. Đầu giờ chiều tranh thủ lượng khách vơi bớt, anh lấy điện thoại gọi cho bạn của mình với một giọng điệu có thể nói là cực kỳ tức giận. Tuy nhiên thứ anh nhận được chỉ là những tiếng tút tút đầy vô nghĩa. Mẹ nó chứ cái thằng này, mê gái bỏ bạn thật hả? Thời gian trôi dần về cuối ngày, bà bắt đầu cảm thấy lo lắng cho người bạn của mình. Hơn là tức giận, là bởi vì từ trước đến nay, cho dù có đi đâu Long cũng sẽ nói trước. Đằng này thời gian đi chơi tính đến hiện tại đã gần một ngày. Chưa dừng lại ở đó, bà có chút bất lực khi không biết thêm thông tin gì về người yêu của Long. Ngay cả họ tên, nhà ở đâu, anh cũng không kịp hỏi. Long ơi là Long! Sốt ruột bác quyết định sẽ đi tìm Long. Tuy nhiên đánh dạo hết những chỗ mà anh nghĩ bạn mình sẽ đi, bà cũng chẳng thấy Long đâu cả. Cuối cùng kịch bản khả dĩ nhất và cũng là tồi tệ nhất anh có thể nghĩ ra, đó chính là Long đã gặp tai nạn gì đó. Ngay đến đây anh lập tức chạy vào trong bệnh viện thành phố cùng với những cơ sở y tế tư nhân để mà kiểm tra danh sách những ca cấp cứu. 9 giờ tối, bác trở ra khỏi bệnh viện quốc tế. Đây cũng là bệnh viện cuối cùng trong danh sách và tất nhiên là chẳng có thông tin của Long. Bất lực anh ngồi sụp xuống đất vừa lo vừa tức. Long ơi là Long, rút cuộc mày đang ở đâu vậy chứ? Thì không ổn, bắt liền bắt xe tới đồn công an trình báo sự việc. Đến nơi do có một vụ tai nạn và ẩu đả nên phía công an phải ưu tiên giải quyết trước. Trong lúc chờ đợi đến lượt, bắt đưa mắt nhìn chung quanh rồi hướng về cái bảng tin trong phòng. Bề trên dán đồn mọi thông báo. Và thứ thu hút ở bản tin này chính là mấy tấm ảnh tìm người mất tích. Bất giác anh tưởng tượng ra cảnh hình ảnh của Long sẽ xuất hiện ở đây. Nếu như vậy anh sẽ phải làm sao đây? Giờ còn cái quán nó sẽ đi về đâu? Chào anh. Một giọng nói cắt ngang luồng suy nghĩ của bá. Anh giật mình quay sang thì nhận ra là một anh cảnh sát còn khá trẻ. Anh đứng dậy rồi ấp úng. Dạ vâng, chào anh. Tôi đến được rồi hả? Anh cứ ngồi xuống đi, có việc gì cứ trình báo từ từ. Bác gật gù nhanh chóng kể lại sự mất tích của bạn. Nghe xong gương mặt của người cảnh sát có chút bình thường. Cũng dễ hiểu thôi, cả một khu vực rộng lớn như vậy thì một ngày có biết bao nhiêu là chuyện. Đằng này thời gian mất tích của Long vẫn còn khá ngắn. Sợ lời khẩn cầu của mình bị phớt lờ, bác liền nói thêm. Thằng Long nó chưa bao giờ có cái tính im lặng như vậy. Cả ngày nay tôi gọi điện cho nó không có nghe. Bây giờ lại thuê bao không có liên hệ được. Tôi sẽ ghi nhận thông tin. Nhưng mà anh không biết người bạn của mình đi chơi với ai, tên là gì sao?
Vâng ạ, nói ra thì có vẻ khó tin. Thế nhưng mà tính tôi không quan tâm hay tò mò về nhiều người yêu của bạn. Tôi chỉ nhớ được mặt cô ta thôi. Thông tin mà anh cung cấp như vậy là khá mơ hồ, nhưng mà chúng tôi sẽ gửi thông báo lên các đơn vị khác trong thành phố. Anh cứ để lại thông tin liên hệ, có gì chúng tôi sẽ gọi. Vâng ạ. Bác gật đầu cảm ơn đối phương xong chỉ đứng dậy. Đến nơi đã hơn 10 giờ, đèn đóm trên tầng đã thắt hẳn, anh thầm nhủ. Chắc giờ này vợ chồng ông Hữu đang ngủ cả. Cả ngày nay họ cũng hỏi thăm Long, thế nhưng bác không dám nói bạn mình mất tích, mà chỉ bảo rằng Long bận việc cá nhân. Để tránh làm phiền họ cũng như sợ hỏi thêm về người bạn, cho nên bác đưa tay mở cổng một cách hết sức nhẹ nhàng. Và đến phòng của mình vẫn còn một chút tia hy vọng rằng Long đã về rồi. Anh ta đang nằm trong phòng và nhẹ nhàng ngáy. Thế nhưng không, chẳng có ai ở bên trong cả. Bác không khóa chốt cửa mà chỉ khép hờ sau đó rồi ngồi phịch xuống giường. Long ơi là Long, mày đi đâu vậy hả? Vốn cả ngày làm việc cộng với đi lang thang ngoài đường, cho nên cơn mệt mỏi kéo dài nhanh chóng. Bác thậm chí không tắm mà chỉ được thay một bộ quần áo sau đó nằm lăn ra ngủ. Trong cơn mê man, anh thích cửa phòng từ từ mở ra, kèm theo đó là một cái bóng người bước vào. Long à, mày chịu về rồi đó hả? Bác thều thào hỏi, anh không nhận được câu trả lời từ phía đối phương, thay vào đó là một cái hành động kỳ lạ. Khi cái bóng người tiến tới gần đứng kế bên giường rồi nhìn anh chằm chằm. Giờ thì bà mới nhận ra đây không phải là Long, bởi dáng người cao to, cơ bắp hơn nhiều. Và việc một người lạ vào nhà khiến cho anh lập tức bật dậy. À, ai đó? Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ, người kia hiện ra rõ ràng hơn. Đúng là không phải Long rồi. Ăn trộm sao? Bà lùi lại để thủ thế, nhưng người đàn ông kia không hề có dấu hiệu của sự nao núng. Anh ta lắc đầu nở một nụ cười. Đây là nhà tôi mà, tôi hỏi anh là ai mới đúng. Nghe tới đây bà lờ mờ hiểu ra rồi lắp bắp. Vậy anh là anh Tuấn, con cô Tị hả? Đúng, anh biết tôi sao? Biết chứ, ở hôm trước em gọi điện cho anh thuê mặt bằng này mà, anh không nhớ sao? Chắc là công việc nhiều quá. Cậu thấy ở đây tốt không? Dạ tốt ạ. Thế muốn ở đây mãi không? Anh cứ đùa. Thôi muộn rồi, cần ngủ tiếp, tôi phải đi đây. Ơ, anh về bao giờ, sao lại đi? Thời gian này tôi chưa ở được lâu, chắc vài hôm nữa tôi sẽ về luôn. Ồ vậy à, chắc cô Tị vui lắm. Tuấn gật gù quay lưng bước ra ngoài. Còn bá anh lấy điện thoại kiểm tra xem có tin tức gì của Long hay không. Tuy nhiên vẫn chẳng có gì khác. Thở dài một hơi, bá kéo tấm chăn lên cao rồi ngủ lại. Trời dần sáng, hôm nay là buổi sáng thứ hai Long mất tích. Sự lo lắng càng lúc càng trở nên rõ ràng trong đầu của bá. Anh gần như chẳng có tâm trạng nào để làm việc. Phía công an có gọi đến để hỏi thêm vài thông tin về quê quán của Long. Tuy nhiên hy vọng tìm kiếm là khá mong manh. Gần trưa, tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho bá giật mình. Mặc cho đang làm phần đồ ăn cho khách, anh vẫn nhanh như chớp vừa lấy chiếc điện thoại của mình. Trong lòng tràn ngập hy vọng, nhưng cái tên hiện lên trên lại là tổng đài chăm sóc khách hàng, chắc là lại giới thiệu gói dịch vụ gì đó. Bá thất vọng lắm, anh nhanh chóng tắt máy. Một tràng thở dài thiểu não vang lên, bá vò đầu bứt tóc. Long ơi là Long, mày đi đâu vậy chứ hả? Làm ơn mày về đi, còn không thì chỉ cần gọi báo mà an toàn là được rồi mà. Mày đi đâu cũng được nhưng mà đừng có im lặng vậy chứ. Ấy nhưng như một phép màu, vừa mới dứt câu thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cái tên lần này không còn là tổng đài chăm sóc khách hàng nữa mà lại là Lâm. Khỏi phải nói, bà nhấc máy với một tốc độ nhanh không tưởng, anh gần như là thét lên. Thằng quỷ này, đi đâu gần 2 ngày hả? Mày có biết tao đã lo lắng thế nào không? Mày... Giọng nói của Long vang lên, nhưng nó có vẻ thều thào yếu ớt lắm. Và cũng chỉ nghe được tới đây thì cuộc gọi bị ngắt. Cho dù bà có gọi thêm bao nhiêu cuộc nữa cũng không thể. Lúc trước khi chưa liên hệ được với Long thì nỗi lo nó khác. Còn bây giờ nghe được sự tình thì nỗi lo ấy lại được đẩy lên một mức nghiêm trọng. Anh lập tức gọi cho phía công an để báo cáo về cuộc gọi kỳ lạ của bạn mình. Tuy nhiên cái thông tin này không có nhiều giá trị lắm,
mà ngược lại chỉ làm cho tình hình thêm gay go hơn mà thôi. Trở lại với công việc giang dở, bác làm đồ ăn như thể một cái xác không hồn vậy. Hơn lúc nào hết, anh thấy động lực để làm việc nó không còn nữa. Làm xong phần đồ ăn cho khách cuối cùng, anh cho bảng đóng cửa rồi bảo hai đứa nhân viên lau dọn, chuẩn bị để nghỉ sớm. Bác thực sự muốn đi tìm bạn lắm, thế nhưng tìm ở đâu bây giờ? Anh cởi cái tạp dề ném vào một góc rồi chui toàn vào trong phòng. Thả người nằm vật xuống giường mà thở dài thườn thượt. Bà ơi, bà! Tiếng có cửa vang lên, kèm theo đó là giọng của bà Tị. Bà nhòm dậy nói vọng ra. À, có chuyện gì vậy cô? Không có gì. Con hôm nay đóng cửa sớm vậy hả? Vâng ạ, cháu hơi mệt. Mệt làm sao? Ốm hả? Tôi có thuốc để tôi đưa cho cậu một liều. Dạ thôi, cảm ơn cô. Nhưng mà cháu không uống đâu. Nằm nghỉ một lát là khỏe thôi mà. Có thật vậy không? Dạ thật ạ, cháu không sao đâu. Như vậy cậu cứ nằm nghỉ đi. Chiều tối nay cũng không cần đi chợ búa làm gì. Cứ ăn cơm cùng vợ chồng tôi nghe. Dạ cháu cảm ơn cô. Nói đến đây thì bác trở lại với việc nghỉ ngơi của mình. Và cũng chỉ ít phút ngắn ngủi, anh đã chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc ngủ ấy, bà thì Long, người bạn của mình, đang đứng ngay ở trong phòng. Tuy nhiên trông thần sắc của Long kỳ lạ lắm. Cơ thể nước da của anh ta nhợt nhạt, môi khô nứt nẻ. Còn ở phần ngực thì hình như có một vết thương, máu rỉ ra khá nhiều, thấm qua lớp áo thun. Long đứng đó chìa tay ra như thể đang cầu cứu vậy. Kinh hãi, bắt giật mình tỉnh giấc, anh thở từng hơi nặng nhọc khi nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ, là một cơn ác mộng. Lão đống mồ hôi trên mặt, bá thều thào. Làm ơn Long à, mà nhất định phải bình an đấy. Bây giờ tối, bá lúc này cũng tắm rửa xong, còn bên ngoài thì vợ chồng của bà Tị cũng dọn mâm cơm. Món ăn hôm nay có thịt kho, canh thịt bằm rau củ và một phần lòng gan xào giá đỗ. Bà Tị vừa xếp cơm cho bá vừa giới thiệu. Hôm nay cô ra chợ mua được mẻ thịt và nội tạng tươi lắm. Cái này phải ăn ngay chứ để lâu thì không còn ngon nữa. Vâng ạ. Bác gật đầu lý lẽ chứ cũng không hề thiết tha gì đến việc ăn uống nữa. Ăn được lưng bát cơm, bà Tị bắt đầu hỏi. Đã hai hôm rồi cô không thấy thằng Long. Nó về quê rồi hả? À vâng ạ. Cái thằng này vừa mới tuyển được nhân viên là bỏ đi ngay được. Khổ thân một mình con ở lại càng đáng công chuyện của quán. Như bị nhắc đúng vào chỗ u uất trong lòng, bà vốn không định bụng chia sẻ, nhưng không hiểu sao hiện tại anh bất lực, không muốn giấu nữa. Cô Tị à, Long mất tích rồi cô. Mất tích? Mày đùa cô hả? Cái thằng này. Bà Tị nói dứt câu thì tắt hẳn nụ cười, bởi bà cũng nhận ra được sự nghiêm túc trên gương mặt của bá. Thế suốt cuộc có chuyện gì? Nói cô biết. Bà thở dài kể lại mọi chuyện. Bà Tì thẳng thốt lắm, còn ông Hữu thì vẫn lấy điện thoại ra để soạn soạn. Mày báo công an chưa? Rồi con báo rồi, nhưng mà không có nhiều thông tin nên... Rồi gia đình nó biết chưa? Cái này con không dám báo cho gia đình của Long vội, sợ người nhà của nó lo. Đúng đấy, từ từ hãy báo. Nhiều khi tao nghĩ nó mê cái con bé kia đi du lịch hoặc ở đâu cũng nên. Con cũng mong là như vậy, chứ nó mà có chuyện gì con tụt huyết áp mất. Thôi, chuyện có gì từ từ tính, lo ăn đi đã. Sau bữa ăn, bá ngồi dưới mái hiên hút thuốc, uống trà với ông Hiễu đến hơn 10 giờ khuya, thì cũng trở về phòng. Và đến nơi, anh thở dài nằm ngả người xuống giường. Trong đầu lúc này đấu tranh tư tưởng ngày mai có nên tiếp tục mở bán hay không. Cứ mải mê với đống suy nghĩ mơ hồ như vậy được chừng hơn nửa giờ, anh cũng từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Tiếng chuông điện thoại làm cho bá tỉnh giấc. Anh nhèo cặp mắt còn chưa quen với ánh sáng của mình, nhấc máy chứ không nhìn được là ai. Alo, ai đó? Bà. Một giọng nói thều thào vang lên. Không mất quá nhiều thời gian để bá nhận ra giọng nói này là của Long. Khỏi phải nói, anh giật mình mà trợn tròn mắt lắp bắp. Long đó hả? Mày sao rồi, đang ở đâu? Có tiếng rên rỉ vọng lại, giọng nói của Long bắt đầu có chút yếu đi. Tao đau lạnh lắm, cứu tao. Chỉ nói được đến đây thì Long cúp máy. Khỏi phải nói, bác gần như tỉnh cả ngủ bởi những gì bạn mình vừa nói đây.
nó chẳng khác nào một lời kêu cứu. Trời đất ơi, mày bị sao vậy chứ hả Long ơi? Anh lập tức gọi điện lại cho Long, thế nhưng những gì mà nhận được chỉ là mấy tiếng tít tít vô nghĩa. Có bất lực cộng thêm lo lắng, anh bước xuống giường khoác vội chiếc áo khoác rồi vội vàng chạy đến đồn công an. Và đến nơi, anh vừa thở dài vừa nói với người trực ban: "Cứu với!" Người công an cũng nhanh chóng bước tới đỡ bá ngồi xuống ghế. "Có chuyện gì vậy anh? Cứu bạn tôi, làm ơn." "Anh bình tĩnh, nó có chuyện gì? Tôi gọi thêm các đồng chí khác." Bác lập tức trình bày, nghe xong người công an liền chìa tay: "Anh có thể cho tôi mượn điện thoại của anh để tôi bảo đội kỹ thuật kiểm tra vị trí nơi phát sóng cuộc gọi đó được không?" "Được, được, đây ạ." Người công an nhận lấy điện thoại rồi nhanh chóng, anh ta nhíu mày đặt câu hỏi ngược lại: "Anh bá, anh nhận được cuộc gọi cầu cứu của bạn mình vào lúc mấy giờ?" Vừa mới đây thôi, cuộc gọi đầu tiên đó." "Vậy sao trong này tôi không hề thấy?" "Cái gì hả?" Bác chồm tớ giật lấy điện thoại trên tay của đối phương rồi tự mình kiểm tra. Quả nhiên không hề có tên Long trong lịch sử cuộc gọi. Sao lại thế này? Người công an nhau mắt, hiện rõ sự ngờ vực về phía của bá. Còn đã hướng ngược lại, bác nhanh chóng buộc tội cho đối phương: "Anh này, anh vừa xóa phải không? Anh có ý đồ gì?" "Thưa anh bá, anh ăn nói cho cẩn thận. Tôi không rảnh mà xóa. Tôi có sao thì tôi nói vậy, không tin anh có thể gọi lên tổng để kiểm tra. Hay là anh đang tỉnh táo hay không vậy hả?" "Anh nói vậy là sao?" Người công an lấy bộ đàm rồi gọi cho ai đó. Rất nhanh chóng có thêm 2-3 người mặc cảnh phục bước tới: "Anh bá, mày đi theo chúng tôi để lấy mẫu thử." "Thử gì?" "Thử chất cấm." "Các người bị điên hả? Chất cấm gì ở đây?" "Xin anh cứ đi theo chúng tôi. Nếu anh không sử dụng chất cấm, không có gì phải sợ." "Các người..." Bá bực lắm nhưng rồi anh cũng đành phải nghe theo. Sau khi thử nước tiểu xong, bá đừng đưa về phòng tranh thủ chờ khoảng thời gian ấy. Anh gọi điện cho tổng đài để tra cứu lịch sử cuộc gọi. Tuy nhiên đúng là không hề ghi nhận cuộc gọi của anh và Lâm. Thế nhưng làm sao mà có thể? Rõ ràng anh đã thấy nó cơ mà. Hơn 4 giờ sáng, kết quả thử nước tiểu đã có. Bà âm tính với chất cấm, thế là anh đừng cho ra về. Trải qua một đêm chẳng hề có được bất cứ một tiến triển gì. Trên đường về, bà cố gắng suy nghĩ và tự trấn an bản thân bằng một suy nghĩ: có khi mình mơ ngủ, nằm mơ tưởng tượng ra cảnh thằng Long nó gọi, rồi không phân biệt được mà chạy lên đồn. Về đến nhà thì bà mệt mỏi nằm và tất nhiên là chẳng còn tâm trạng gì để bán hàng nữa. Anh nhắn tin cho 2 đứa nhân viên bảo rằng quán nghỉ rồi nằm vật ra giường. Thời gian cứ như vậy trôi qua một cách nhanh chóng. Mới đây mà đã giữa trưa. Bác nằm lì trên giường phải cho đến khi cơn đói bắt đầu cồn cào trong bụng. Anh mới đưa chân bước xuống giường. Định bồng sẽ ra ngoài kiếm cái gì đó ăn chứ không làm phiền vợ chồng bà Tị. Tuy nhiên vừa mới mở cửa phòng thì một cái mùi đồ ăn thơm phức xộc thẳng vào mũi. Anh thì thào: trời đất ơi, cái gì mà thơm vậy chứ? Thực ra cũng không mất quá nhiều thời gian để bà nhận biết được nơi phát ra mùi thơm kia chính là từ trên tầng. Chắc bà đang chế biến những món ăn ngon nữa. Nhưng bà dù sao cũng không định ăn nhờ từ đầu, cho nên anh nhanh chóng bước ra ngoài, lao lên xe và lái đi. Bữa trưa được bà lựa chọn là một nhà hàng phở Bắc chắc ngon, cho nên được nhiều người ngồi ăn lắm. Anh ngồi xuống bàn, thông thường thì sẽ chẳng mấy chú ý đến túi quần của mình. Thế nhưng không hiểu sao lần này lại khác. Và cũng chính nhờ sự vô thức này, bác nhận ra cái ví tiền không còn nằm ở vị trí của nó nữa. Anh giật mình nhổm dậy lục tìm khắp nơi. Tất nhiên là không hề thấy nó. Cuối cùng bác sực nhớ, hình như anh đã bỏ quên ở nhà. Đưa tay lên vỗ trán của mình, anh lẩm bẩm: bá ơi là bá, mày điên rồi hả? Thế là anh nhanh chóng vẫy tay, ra hiệu cho bà chủ quán ngừng làm phần phở cho mình, rồi chạy về nhà để lấy túi. Về đến nơi vừa mở cổng bước vào, anh thấy 2 vợ chồng ông Hữu đang sửa soạn đi ra ngoài. Bà đó hả? Mày đi đâu về đó? Dạ cháu đi ăn. Thảo nào mà cô xuống gọi mà ăn cơm cùng không có thấy. Dạ vâng ạ. Cháu cũng hơi ngán cơm nên ra ngoài ăn linh tinh thôi. Thế có gì trong nhà cho cô chú một lát nhé. Cô chú đi mua mấy thứ đồ. Vâng ạ cháu biết rồi. 2 vợ chồng ông Hữu đi khỏi, bà bước vào trong nhà. Thả đi lúc nãy thì không sao, nhưng hiện giờ anh cứ nghĩ tới cảnh lấy ví rồi quay trở lại cửa hàng phở thì lười lắm. Thế là bà nằm vật ra giường, dùng điện thoại gọi cho một dịch vụ giao hàng, giao cho mình một suất cơm văn phòng.
Khá nhanh chóng phần cơm đã được giao đến chỉ trong vòng chưa đến 20 phút. Bà lò mò lấy bát đũa bắt đầu bữa trưa của mình. Và rồi đang ăn thì bất ngờ anh người thấy có mùi khen khét xộc thẳng vào mũi. Cứ như thể có thứ gì đó bị cháy vậy. Chưa hết khi cố gắng tìm kiếm thì bà nhận ra nơi mùi thức ăn kia xuất hiện chính là từ trên tầng 2. Chết, có cháy sao hả? Suy nghĩ này nhanh chóng khiến cho bà nhộm dậy. Bởi anh biết nay vợ chồng bà Tị không có ở nhà. Nhà đầu có cháy thật thì hậu quả nghiêm trọng lắm. Thế là anh chạy ngay vào trong góc nhà lấy bình cứu hỏa mà mình mua để mà bán quán rồi vác lên trên tầng. Đứng trước cánh cửa khóa từ bên ngoài, bà một lần nữa đấu tranh. Giờ mà gọi điện thì không biết vợ chồng bà Tị bao giờ về. Chưa hết từ cái khe hở trên cánh cửa, một làn khói tràn ra bây giờ, chắc chắn là bên trong có hỏa hoạn. Không kịp suy nghĩ, bà giơ phần đáy của cái bình cứu hỏa rồi đập thật mạnh xuống. Cái ổ khóa được bật mở, anh đạp cửa xông vào. Không quá khó để xác định nơi phát hiện chỗ cháy là trong nhà bếp. Với cái bình trên tay bác xịt lấy xịt để. Cũng may gần chục phút sau thì đám lửa cũng được khống chế. Bác nhăn mặt gạt bớt cái mùi khói rồi bước đến để gần. Thì ra là một cái nồi ở trên bếp, nó cháy xém, cháy cả phần nhựa trên tay cầm. Chắc là trước khi đi cô Tị quên tắt bếp. Đúng là để cho người già sống với nhau, không có con cháu rất là nguy hiểm. Nếu hôm nay mình không quên ví rồi về nhà thì không biết có chuyện gì nữa. Thầm nghĩ như vậy, bà cũng cảm ơn trời Phật phù hộ cho mình và gia đình bà Tị. Nhưng rồi khi đang chuẩn bị quay lưng đi xuống, anh thoáng thấy trong căn phòng ngủ gần đó, cửa đang mở ra có thêm vài tiếng động lạch cạch như tiếng quạt máy vậy. Lại quên tắt nữa rồi. Sợ mấy thứ đồ điện hoạt động mà không có người coi sóc này lại chập cháy, cho nên bà bước vào. Tuy nhiên khi bước vào trong, anh bàng hoàng nhận ra cái quạt máy không còn là thứ đáng để chú ý, mà lại là một thân người trần truồng đang nằm ở trên giường. Long, Long ơi! Đúng là Long thật. Hai mắt của anh ta nhắm nghiền, không có mấy phản ứng gì trước tiếng gọi. Bà lao tới vừa lay vừa thốt lên. Long ơi! Mày sao thế này Long ơi? Suy nghĩ có chuyện chẳng lành, bà đưa tay lên mũi của bạn mình. Cái chút thở phào vì anh vẫn thấy người bạn của mình thở. Thế nhưng còn chưa kịp tính đến chuyện tiếp theo thì một âm thanh khô khốc vang lên. Bà thấy sau gáy của mình đau nhói, hai mắt mở dần. Khỏi phải nói, trời đất chung quanh như tối sầm lại. Anh kêu lên một tiếng rồi ngã vật xuống nền đất và ngất lịm. Tiếng nước chảy nhỏ giọt là thứ đầu tiên bà nghe thấy khi tỉnh dậy. Anh lờ mờ nhận ra mình đang trong căn phòng trên tầng 2. Nó ám ảnh kinh hoàng trước khi ngất đi lại trỗi dậy. Anh toan định vùng chạy nhưng không. Đây dường như là điều không thể, bởi bà hiện đang bị trói nghiến vào chân bàn. Miệng của anh cũng đã có một cái rẻ lớn án ngữ, làm cho không thể nào phát được bất cứ một tiếng nói nào. Từ căn phòng nhỏ bên cạnh, hai bóng người quen thuộc xuất hiện là ông Hữu và vợ. Trên tay của bà Tị còn đang cầm một chiếc khăn len đan dở. Bà ta tươi cười rồi bảo: Cậu tỉnh rồi hả? Bà trợn trừng mắt kinh hãi. Thôi nào, cậu có làm gì cũng vô ích, vợ chồng tôi chỉ muốn nói chuyện. Nói chuyện? Bà Tị bước tới gần hơn, kéo ghế ngồi xuống, vừa đan khăn vừa lẩm bẩm: Đến nước này thì vợ chồng tao cũng không muốn giấu. Cái mà mày nhìn thấy ban nãy chính là phép hoán hồn đổi xác. Bạn mày đã không còn nữa. Thằng Tuấn con ta không may bị ung thư mất cách đây 1 năm. Sao mất rồi? Đúng. Cái tin mày cho thuê mặt bằng cũng là vợ chồng tao đăng. Người nói chuyện với mày là giọng của tao, nhưng được truyền âm trong điện thoại. Suốt cả năm nay ta tìm kiếm mãi và cũng nhiều lần thất bại. Đang định bỏ cuộc thì chúng mày tìm tới. Hai con cá lớn cắn câu. Bà định lợi dụng chúng tôi để làm gì? Hồi sinh con của tao, có vậy mày cũng hỏi hả? Nhưng mà làm sao? Ta tốn tiền nối để sang Thái Lan học phép bùa, có thể hoán đổi hồn phách. Cuối cùng thì cơ hội cũng tới. Vào cái đêm thằng Long đi chơi về, ta thấy nó ngồi thủi lùi ở dưới tầng. Mày thì đang ngủ say như chết ở bên trong. Hỏi ra mới biết nó đã chia tay vì gia đình con bé kia ngăn cản. Chấp lấy cơ hội này, ta lập tức an ủi nó bỏ lên trên tầng pha trà cho uống. Tất nhiên là nó không có phòng bị gì. Điều ấy nó bị ta đánh thuốc rồi bắt trói lại làm phép.
Ngay đến đây gai ốc của bá nổi cả lên. Anh đang phải chứng kiến chuyện gì thế này? Tất cả chỉ là một giấc mơ. Bà rất muốn điều ước này trở thành sự thật. Thế nhưng rất tiếc, chẳng có giấc mơ nào ở đây cả. Thứ mà anh đang đối mặt hiện giờ chính là hai con quỷ dữ đội đốt người không hơn không kém. Hai người điên rồi sao? Sao lại có thể dùng cách này để cứu con trai của mình? Mau dừng lại đi. Mày thì biết cái gì chứ? Mau thả tôi ra, mau thả Long nữa. Long ơi, mày qua đây không Long ơi? Miếng rẻ một lần nữa được nhét lại trong miệng của bá. Nhưng anh lại vùng vẫy quá nhiều, làm cho ông Hữu có chút bực tức. Ông liền bước tới đáp thẳng vào mặt của anh một cái tát thật mạnh. Miếng rẻ nhờ vậy bị hất văng ra khỏi miệng. Bá tiếp tục thét lớn. Cứu, bớ người ta. Nhưng tưởng đâu sẽ làm trông Hữu nao núng. Thế nhưng không, ông ta thậm chí còn cười một cách khoái chí. Còn bà Tì cũng chen vào. Nguyên cả tầng này còn lớp cách âm, còn là đến khẳng cổ, chẳng ai nghe được đâu. Bá ngưng lại để cầm mắt bất lực nhìn đối phương. Anh nhanh chóng chuyển sang chiến thuật van xin. Cô Tị, chú Hữu, cháu xin cô chú, hai người thả cháu ra. Cháu không kể cho anh nghe đâu. Cháu thề đấy. Thằng này, mày nghĩ vợ chồng tao là trẻ con? Mày nghĩ tao có thể tin rằng mày sẽ để yên cho vợ chồng tao khi biết bạn mày đã bị cháu hôn? Bà muốn gì? Ai bảo mày nhiều chuyện? Cứ im lặng sống an phận ở dưới tầng thì không ai động vào mày. Bây giờ mày có hối hận không kịp. Mày luôn muốn tìm bạn của mày, để ta cho hay đi, chúng mày được đoàn tụ với nhau. Bà sững sờ miệng há hốc. Hơi lúc nào hít, anh thấy mình giống như cá nằm trên thớt. Trời dần tối, bà vẫn bị cho nghiến lại. Ở bên cạnh vợ chồng, ông Hữu vẫn còn đang nấu nướng. Sinh hoạt cứ như thể anh không tồn tại vậy. Bà vừa tức vừa bất lực. Tại sao hai kẻ này cứ chói mà không làm gì vậy? Đúng lúc này, từ trong căn phòng gần đó lại có thêm một cái bóng người xuất hiện. Đó là Long. À không, phải là Tuấn trong thân xác của Long mới đúng. Anh ta bước chậm chậm như thể làm quen với cơ thể mới này của mình. Miệng chốc chốc lại mấp máy như thể muốn nói gì đó. Chớp lấy cơ hội này, bán lên tiếng gọi. Anh Tuấn, làm ơn tha cho bạn em. Anh mất rồi mà anh làm sao có thể hại người khác được chứ? Vô ích thôi. Mày định hy vọng chuyện gì đó khi nói những câu này với con tao? Bà Tỷ chen vào cắt ngang lời của bá cũng bước tới. Nắm lấy bàn tay của Long mà xoa các khớp. Làm quen đi con, cứ động nhiều vào. Thế cơ thể này thế nào? Long không đáp, chỉ gật gù ra vẻ thích thú. Chứng kiến cái nụ cười của hai mẹ con, bà lắc đầu thầm nghĩ. Thế là hết. Các người muốn chém muốn giết thì làm nhanh đi, tôi mệt mỏi quá rồi. Đừng có vội, cậu không có chết dễ dàng được vậy đâu. Tôi có người bạn cũng bị mất con do tai nạn giao thông. Sắp tới tôi phải nhờ cậu hy sinh một chút. Cái gì hả? Bà điên sao? Bà lại vùng vẫy, bởi anh biết được rằng chuyện gì sắp tới với mình. Thà chết nhưng cứ nghĩ tới cảm giác bị kẻ khác chiếm lấy thần sắc của mình thì làm sao mà cam tâm. Trước sự vùng vẫy của bà thì vẫn chẳng quan tâm lắm. Bà đứng dậy vỗ vai của con trai. Cơm sắp chín rồi, mày đi nấu thêm món canh thịt bằm con thích nữa, rồi cả nhà ta ăn cơm nhé. Trời dần về khuya, bà lúc này vừa đói vừa mệt. Hai vợ chồng bà Tị và Long cũng đã đi ngủ. Bà thở từng hơi nặng nhọc. Anh gần như không còn cảm nhận được tay chân của mình nữa vì bị chói quá lâu. Và rồi đột nhiên ánh sáng trong phòng bừng lên, kèm theo đó là sự xuất hiện của hai vợ chồng bà Tị. Trông họ ăn mặc như thể sắp đón khách vậy. Và đúng khoảng chừng 10 phút sau, có tiếng chuông cửa vang lên. Tới rồi. Ông Hữu gật đầu, lấy tấm rẻ nhét vào miệng của bá rồi đọ mọ bước xuống. Mà lát sau ông trở nên cùng một người phụ nữ trung niên, mà ta ăn mặc trang điểm theo kiểu người có tiền. Nhìn thấy bá bị chói nghiến, người phụ nữ có chút khựng lại. Nhưng cũng rất nhanh bà Tị lên tiếng. Chị Hương à, chị thấy thằng bé này thế nào? Cao to trắng trẻo khỏe mạnh. Nó nhìn giống con trai tôi quá. Đúng, tôi phải chọn kỹ lắm. Quý Hoa, nếu mà như thành công tôi nhất định hậu tạ chị chu đáo, chứ không phải mỗi số tiền 2 tỷ như thỏa thuận ban đầu. Bà nghe đến đây thì nhếch mép. Thì ra Long và Tuấn chỉ như con chuột bạch thí nghiệm cho vợ chồng bà Tị. Giờ cái phép mượn xác cháu hồn đã thành công. Bà ta dùng nó để kinh doanh, đánh vào tâm lý những kẻ có tiền.
Vậy mà cứ đi giao giảng rằng mình thương con, làm tất cả chỉ vì muốn Tuấn sống lại. Trở lại với chuyện chính, sau khi thảo luận cho xem mặt của bá xong, bà Tị bảo chồng tiến người phụ nữ kia ra về, còn mình lọ mọ vào bếp để nấu nướng. Nhưng trái ngược với mùi thơm từ cái đồ ăn bốc lên sộc thẳng vào mũi anh, lại là một cái mùi ngai ngái khá khó chịu. Khoảng chừng nửa giờ sau, bà Tị bưng một cái bát, bên trong có chứa một thứ nước màu đen đục. Uống đi. Bà lắc đầu, ông Hữu rút cái rẻ lau ra khỏi miệng của anh. Hai môi của bà lúc này mím chặt, cố gắng chống cự, nhưng mọi nỗ lực đều bất thành khi ông Hữu trở nên với sức lực của một cựu binh. Ông ta dùng bàn tay bóp mạnh vào ngay bên má, khiến cho con miệng của anh buộc phải mở ra. Cứ như vậy thì nước màu đen có mùi ngai ngái kia được đổ thẳng vào cuống họng của bá. Bà Tì thì lấy một cái bức tượng thần màu đen đặt lên bàn rồi chắp tay lại lầm rầm niệm thần chú. Uống cạn bát nước phép, bà Tì nhét lại cái rẻ vào trong miệng của anh rồi vỗ vai. Cứ ngoan ngoãn đi, mày cố công mở quán xá kiếm tiền làm gì sắp tới. Mày sẽ có được làm con của nhà đại gia, tha hồ mà ăn uống tiêu xài. Câu nói đầy bỡn cợt này của bà Tị khiến cho bá càng thêm tức giận, nhưng anh làm gì có thể làm được gì nữa. Ba ngày trôi qua, bá liên tiếp phải uống cái thứ nước phép kia kèm theo thần chú của bà Tị. Những lần như vậy, anh có cảm giác đầu óc của mình mụ mị đi và có thêm một luồng ý thức khác tồn tại song song. Đêm này sau khi uống thuốc xong, bà bắt đầu nghe thấy những tiếng nói vang vọng trong đầu của mình. Mày là của tao, mày là của tao. Anh lờ mờ đoán ra đường đây chính là kẻ sẽ chiếm đoạt thân xác của mình. Bà liền nghiến răng thầm nghĩ. Mày cút đi, tao sẽ không cho mày tọa nguyện đâu. Tuy nhiên càng ngày bà lại càng thấy bản thân của mình bị tách biệt với chính cơ thể. Và rồi cho đến khi trời hừng sáng thì bà trông thấy người phụ nữ kia xuất hiện. Bà ta còn mang theo cả một túi lớn đựng tiền. Bà Tì thì vẫn đon đà mời trà bánh mà không quên giới thiệu tiến trình cháo hồn đổi xác sắp thành công. Chỉ cần qua hết ngày thứ tư nữa là bà sẽ chính thức trở thành con trai của bà. Người phụ nữ bước tới vuốt ve xoa đầu của bà, như thể anh thực sự là con của bà vậy. Bà trừng mắt, nếu như có thể nói được, chắc chắn anh sẽ mắng trời cả đám người tuy giàu nhưng lại biến thái vô cùng này. Trở về đêm cũng chính là lúc cái nghi thức được hoàn thành. Bà Tì tay cầm bát thuốc, nó có vẻ đậm đặc hơn mọi khi bởi thứ mùi nồng gấp 3 gấp 4 lần những bát nước phép anh được uống mấy ngày qua. Bà lắc đầu, tuy nhiên sự chống cự của anh chẳng có tác dụng gì. Hơn 3 ngày không ăn không được cử động, nếu như giờ cứ cho là bà Tì cởi trói thả cho bá thì anh cũng chẳng đủ sức để trốn thoát. Ngoan nào, xin nhanh thôi, ông nốt bát nước này nữa mày sẽ hết đau đớn. Ngoài bà Tị thì cái giọng nói trong đầu của bá cũng vang lên. Mau uống đi, mau uống đi. Tấm rẻ lau được bỏ ra khỏi miệng, bá trợn mắt nhìn ông Hữu. Cái bát nước phép đang chực chờ đổ xuống thì đúng lúc này cánh cửa từ căn phòng bên trong nhà mở ra, kèm theo đó là sự xuất hiện của Long. Không, phải là Tuấn mới đúng. Bà Tị ra hiệu cho chồng mình ngừng tay. Tuấn à, khuya rồi con ngủ đi ra đây làm gì? Con không ngủ được. Câu nói của Tuấn khiến cho bà Tị giật mình. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên con trai của bà có thể nói năng một cách rõ ràng rành mạch như vậy trong cơ thể mới. Trời đất, con tôi đây rồi. Tuấn nở một nụ cười nhẹ đi chân bước tới. Anh giang tay ôm lấy bà Tị. Chứng kiến màn này thì ớn lạnh lắm. Thế nhưng anh có nằm mơ cũng không thể nào ngờ được chuyện xảy ra tiếp theo. Nhân lúc bà Tị đang mừng rỡ, Tuấn đột nhiên chộp lấy cái bức tượng thần kia rồi ném thẳng vào vách tường. Tiếng đổ vỡ vang lên, bà Tị há hốc miệng. Tuấn, con làm cái gì vậy Tuấn? Còn chưa nói hết câu thì bà ta ngã vật ra nền đất, hai tay đưa lên cổ của mình sùi cả bọt mép. Ông Hiếu cũng chẳng khác hơn là bao khi ông khuỵu xuống ôm lấy ngực của mình. Về phần của bá, trong đầu anh vang lên những tiếng gào thét đầy kinh dị. Hai mắt của anh mở dần đi, thế cuối cùng có thể nhìn thấy chính là Tuấn. Anh ta đang bước tới với một con dao ở trên tay. Bá tỉnh dậy trong cơn đau đầu như búa bổ. Lúc định thần lại được, anh rất nhanh chóng nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh.
chứ không phải là trong căn phòng địa ngục ấy. Trường hết, Tuấn còn đang ngồi bên cạnh nhớ lại chuyện trước khi ngất bá lắp bắp. Long à, mày lấy lại được xác rồi phải không? Thế nhưng thứ anh nhận lại chỉ là một cái lắc đầu. Xin lỗi cậu, là tôi, Tuấn đây. À, anh tại sao lại... Tại sao tôi cứu cậu? Tôi làm vậy cũng chỉ là để cứu chính bố mẹ của mình. Họ đã lún quá sâu. Tôi thực sự đã đấu tranh tư tưởng những ngày qua. Cứ tưởng việc trở thành vong hồn là quá sức chịu đựng. Nhưng khi ở trong một thân xác không phải của mình, nó khó khăn mệt mỏi vô cùng. Thì bố mẹ anh, họ phát điên rồi. Phát điên. Tuấn gần gù, anh thở dài sau đó đứng dậy. Không biết rồi đây Tuấn trong hình hài của Long sống thế nào, rồi còn gia đình của Long, họ có biết được người này không còn là con của mình nữa. Bá thở dài đưa mắt nhìn lên trần nhà. Ngay cả anh cũng hoang mang lắm, không biết cái vong hồn kia có tồn tại trong đầu của mình rồi trực chờ xâm chiếm thể xác hay không. Một tuần sau bá xuất viện, anh trở về căn nhà số 17. Cái quán ăn Hàn Quốc đã chính thức đóng cánh cửa trên tầng 2 khóa kín mít. Có tiếng cười, tiếng hét hò của hai vợ chồng bà Tị khiến cho bá không khỏi cảm thấy rợn người. Nhưng anh cũng chẳng muốn làm gì họ, vì sắp tới họ phải trả giá cho những việc làm của mình. Dọn hết đồ đạc, còn những thứ đồ của Long anh cũng mang đi đốt. Nhưng không biết vong hồn của Long đã siêu thoát chưa, hay vất vưởng khổ sở ở một chỗ nào đó. Còn Tuấn, bà cũng chẳng có ý định vạch trần. Mà có vạch trần chắc cũng chẳng làm gì có ai tin. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên. Nhiều khi việc sống trong thân xác của Long cũng là một dạng tra tấn tinh thần dành cho Tuấn rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.